Thùy Dương xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị nha. Thì trong cái video ngày hôm nay đó, Thùy Dương sẽ nói về một nhân vật có thể nói rất là nổi tiếng đối với những người quan tâm đến lịch sử. Đó là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan có gắn liền đến một cái sự việc mà làm gần như là làm cho cả thế giới chấn động và làm cho rất là nhiều người đã hiểu lầm. Đó là cái tấm hình mà tướng Nguyễn Ngọc Loan á cầm cây súng để chĩa vào đặc công Việt Cộng tên là Nguyễn Văn Lớp, tự là Bảy Lớp. Đó. Thì cái tấm hình này đã mang lại những cái điều không hay cho tướng Nguyễn Ngọc Loan. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Dương sẽ chia sẻ đôi chút về thông tin của tướng Nguyễn Ngọc Loan và những gì xảy ra với cuộc đời của ông. Tướng Nguyễn Ngọc Loan là một người tướng của quốc gia Việt Nam, tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Đó, thì khi mà mình nghe cái này đó, mình sẽ hiểu thêm về lịch sử và cái cách thức mà cái tụi Việt Cộng nó tuyên truyền và tại sao mà cả thế giới họ hiểu lầm về cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Rồi thì Dương mời quý vị. Thì tướng Nguyễn Ngọc Loan quý vị sinh năm 1930 và mất năm 1998. Số quân là 50-600.198, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1930 tại Huế. Thì thân phụ của tướng Nguyễn Ngọc Loan là Nguyễn Ngọc Lợi, là kỹ sư công chánh trưởng khu hỏa xa Huế. Thì khi mà Thùy Dương đọc tới khúc này, quý vị thấy cái gì? Cha của tướng Nguyễn Ngọc Loan khi đó đó là kỹ sư công chánh, là gia đình người ta phải có trình độ rất là cao. Năm 1951 á, thì tốt nghiệp tú tài toàn phần, sinh viên năm dự bị y khoa Sài Gòn. Mà, giỏi chưa? Theo học khóa 1 Lê Văn Duyệt, trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Thì năm 1952 đó, tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy, ra trường giữ chức trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn 62 của Việt Nam tại đồn trú tại Phú Lâm, theo học lớp huấn luyện biệt kích đó, mãn khóa tuần sự tại lực lượng xung kích. Thì cuối năm 1952 á, trúng tuyển vào quân chủng không quân. Quý vị thấy ở đây chúng ta không thấy có mối quan hệ học tới đâu, có năng lực tới đâu thì leo cao tới đó. Thì năm 1953 đầu năm thì du học khóa huấn luyện hoa tiêu khu trục tại trường võ bị không quân của Pháp. Cùng du học còn có các bạn cùng khóa đó, đi du học ở Pháp chứ không phải là ở tại Việt Nam giống như mấy ông bộ đội, mấy ông công an ở Việt Nam ha. Chữa lửa bình ga lấy cái thùng xô chụp lên, rốt cuộc thì ga nó còn cháy mạnh hơn, lửa còn cháy mạnh hơn nữa. Nói tới Việt Cộng là muôn đời, nói hoài không hết chuyện. Thì năm 1955 đó tốt nghiệp hoa tiêu khu trục tại Nagnes, chắc của Pháp. Năm 1956 tháng 1 hoa tiêu của phi đoàn 1 khu trục ở Biên Hòa, do đại úy Huỳnh Hữu Hiền làm chỉ huy trưởng đầu tiên. Năm 1957 đó thì thăng đại úy. Năm 1958 quý vị, chỉ huy trưởng phi đoàn 2 quan sát tại Nha Trang thay thế đại úy Nguyễn Hữu Tận. Năm 1959 bàn giao chức chỉ huy trưởng cho phi đoàn 2 quan sát lại cho đại úy Võ Công Thấu. Rồi sau đó là thiếu tá phụ tá tham mưu trưởng không quân. Thông tin này nằm trong cái quyển lịch sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì năm 1960 là chỉ huy trưởng trung tâm kiểm soát không chiến. Năm 1963 đầu tháng 11 trung tá tham mưu trưởng không quân thay thế cho đại tá Đỗ Khắc Mai lên làm tư lệnh không quân. Tháng 12 bàn giao chức tham mưu trưởng không quân lại cho trung tá Phạm Lâm Sửu. Đó, thì nói chung là có tiểu sử đàng hoàng ha. Thì Dương cho Thì Dương bước qua giai đoạn đi quý vị. Tại đọc cái này nhiều khi mấy anh chị em nói rằng là đọc cái này mất thời gian quá. Thì Dương biết như vậy. Thì Dương sẽ nhảy qua cái giai đoạn là năm 1967. Thì năm 1967 giữa năm đó thì hướng dẫn phái đoàn công du thăm viếng Nam Hàn. Và cái sự việc mà xảy ra với tướng Nguyễn Ngọc Loan là năm 1968.
ngày 2 tháng 2 nhằm ngày mùng 5 Tết năm Mậu Thân, thì hạ sát Thượng úy Nguyễn Văn Lốp, tự bảy lốp đặc công, cộng quân tại ngã ba Vườn Lại, góc đường Sư Vạn Hạnh, Minh Hạnh, Vĩnh Viễn, Chợ Lớn thuộc quận 6, Đô Thành, Sài Gòn. Đó, thì lúc sau là người ta sẽ viết lại là sự việc gì xảy ra. Thì ông Eddie Adams đó, Adams có chữ S phía sau, phóng viên thông tấn xã AP Hoa Kỳ, nhanh tay thâu hình vào máy. Nhờ tấm hình này, ông Eddie Adams đoạt giải thưởng nhiếp ảnh trong cuộc thi hình ảnh báo chí thế giới vào năm 1969, cộng thêm với lại một số tiền thưởng lớn. Đó. Nguyên nhân trong cuộc hành quân giải tỏa áp lực của cộng quân tại Chợ Lớn, thì tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến bắt giữ một người, đặc công Thượng úy Nguyễn Văn Lớp. Tụi Di Cộng nó xài người vậy đó. Nó xài những người nào mà có can đảm giết người là nó xài. Thì tên mà Nguyễn Văn Lớp thì nó là Thượng úy. Khi khám xét trong mình y, tịch thu được một tấm bản đồ vùng Sài Gòn Chợ Lớn và một khẩu súng lục K-54. Ngoài ra trên tay có xăm chữ B-29, ám hiệu của tổ đặc công Nội Thành. Trong lúc thẩm vấn y tại chiến trường, y ngoan cố không có chịu khai báo. Không những thế còn tỏ thái độ miệt thị với hành động nhổ nước miếng với bộ mặt lộng lẫy. Ngay lúc đó, với hình ảnh vô cùng thương tâm của một cảnh sát viên bị cộng quân vào nhà sát hại toàn thể gia đình bằng cách chặt đầu ông ta cùng giết luôn cả người vợ và 6 đứa con tại khu chợ thiết ở đường Nguyễn Kim, quận 10 Sài Gòn, nên chuẩn tướng Loan tức giận bắn y. Trưa ngày 5 tháng 5 đó, bị thương ở đầu gối chân phải do trúng đạn của cộng quân tại phường Tự Đức, cầu Phan Thanh Giản, Đa Cao, quận 1 Sài Gòn, trong lúc đang đích thân chỉ huy cuộc hành quân truy kích cộng quân tấn công đợt 2 vào dịp Tết Mậu Thân. Điều trị tại bệnh viện Đồn Đốc Sài Gòn do hai bác sĩ người Pháp, trước là bác sĩ Chevenlard, sau là bác sĩ Corby, chữa mãi không lành nên được đưa sang Hoa Kỳ để mà điều trị. Sau nhiều lần giải phẫu không thành công, cuối cùng thì phải cưa chân. Ngày 3 tháng 6, vinh thăng thiếu tướng nhiệm chức. Đó. Thì lúc này á, ngày 7 tháng 6 thì bàn giao chức tổng giám đốc tổng nhà cảnh sát quốc gia lại cho đại tá Trần Văn Hai, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy biệt động quân. Cuối năm á, thì thanh tra bộ quốc phòng năm 1975 á, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì định cư ở tại Booker, Bắc Virginia ở Hoa Kỳ. Đó. Thì đến năm 1998 thì ông vẫn điều trị bệnh bướu cổ tại bệnh viện Arlington nhưng không có kết quả. Và ông từ trần vào ngày 14 tháng 7 năm 1998 lúc 8 giờ đêm tại Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 68 tuổi. Thì anh chị, đây là quyển lược sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên là chỉ là lược sử thôi mà nó dày như thế này nè. Nó dày ơi là dày luôn. Cho nên là trong cái quyển này chỉ nói đơn giản, ngắn gọn về thông tin cá nhân của các vị tướng lãnh ở Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Thì trong đây hồi nãy Thùy Dương có chia sẻ cái câu chuyện mà tên đặc công Việt Cộng Nguyễn Văn Lớp đó quý vị. Thì cái tấm hình mà cái ông Eddie Adams ông chụp đó, thì khi ông chụp cái tấm hình này thì ông đưa lên, nó được lan rộng ra khắp mọi nơi trên thế giới luôn. Thì người ta nhìn vô, người ta không có thấy được cái sự việc mà tên Nguyễn Văn Lớp này làm. Người ta nhìn vô, người ta chỉ thấy rằng là ông tướng Nguyễn Ngọc Loan ông đã quá tàn bạo đối với lại đối với giống như là cái tên Việt Cộng, nhưng biết rằng là Việt Cộng vậy, nhưng mà không có thể nào đối xử với lại địch của mình cái kiểu như thế, không? Thì Dương bất thình lình, thì Dương không biết dùng cái từ gì để thay thế, nhưng mà là người ta không có chấp nhận cái kiểu đó. Người ta nhìn vô người ta không hiểu. Nếu như mà người ta biết được rằng là cái tên Nguyễn Văn Lớp này giết được rất là nhiều người trước đó và tất cả thông tin đều sự thật, thì người ta sẽ không có hiểu nhầm ông tướng Nguyễn Ngọc Loan. Nhưng mà người ta chỉ nhìn vô cái tấm hình đó thôi, người ta thấy như vậy thôi, đã quá tàn bạo rồi. Người ta thấy rằng là tướng Nguyễn Ngọc Loan tàn bạo, chứ người ta không thấy là Nguyễn Văn Lớp tàn bạo hơn gấp cả triệu lần. Cho nên cái sự việc đó nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho thế giới người ta chống lại cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Người ta cho rằng cuộc chiến tranh tại Việt Nam là một cuộc chiến tranh phi nghĩa và cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam.
và cuộc chiến tranh mà những người Việt Nam giết ở Việt Nam, ví dụ vậy. Thì họ nhìn vô họ thấy vậy thôi, chứ họ không có hiểu được cái bản chất xấu xa của Việt Cộng là ném đá dấu tay. Và rất là nhiều anh chị, ví dụ như là cái tụi Việt Cộng nó đi vô trong nhà của người ta, nó ăn cắp đồ rồi này kia nọ, nó không bao giờ nó mặc đồ bộ đội hết, nó mặc đồ lính. Hỏi hỏi ăn cắp đồ lính được không vậy? Ờ chứ có gì đâu, không ăn cắp được. Nó yêu cầu những gia đình mà có người thân đó làm đi lính đó, anh chị, ăn cắp quần, ăn cắp giày, ăn cắp áo, lấy đồ cho nó chứ không thôi, đây nó uy hiếp gia đình. Nó rất là dễ trong cái vấn đề mà lấy đồ của người ta. Và nó cũng bắt những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa, anh chị, nó bắt nó dùng người thân của người ta, nó uy hiếp là cứ mỗi ngày phải lấy trộm được một viên đạn, lấy trộm được một cây súng. Đó là những cái sự thật. Mấy bạn không tin, các bạn thì cứ hỏi những người lớn đi, người ta kể cho nghe. Thì những cái câu chuyện mà Thùy Dương được nghe là người lớn kể lại hết á. Đó, cho nên là cái tụi Việt Cộng đó thì khi mà nó làm thì không ai thấy hết. Nhưng mà khi mà bên mình làm thì người ta thấy, tại bên mình là có báo chí tự do, báo chí quốc tế họ tới họ tác nghiệp. Còn Việt Cộng là nó không cho ai tiếp xúc với nó hết. Và nó giấu, và nó rất là khéo léo, quỷ quyệt trong cái vấn đề che đậy cái tội ác của nó. Trên thế giới họ không có nhận ra. Thì tại sao Thùy Dương làm cái video này? Để cho quý vị thấy rằng là tướng Nguyễn Ngọc Loan là nạn nhân trong cái vấn đề truyền thông bẩn của Việt Cộng. Thì ngày hôm nay ở tại Việt Nam cũng vậy, quý vị thấy nó có cho tư nhân làm truyền thông không? Cho tư nhân làm truyền thông là nó chết. Việt Nam Cộng Hòa chết, Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Một phần cũng là vì anh chị cái tự do quá trớn, và Việt Cộng đã lỡ lợi dụng vào cái tự do đó để nó cướp được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Và nó hiểu được rằng nếu nó để tự do báo chí giống như ngày trước thì cái chế độ nó sẽ sụp đổ. Cho nên gần như tại Việt Nam tất cả mọi lĩnh vực là nó không có cho người ta tự do cái gì cả. Vì giáo dục, về truyền hình, truyền thông, báo chí, radio, tất cả phim ảnh, âm nhạc đều kiểm duyệt tất cả trước khi mà nó được in ra để nó phát hành hoặc công chiếu trên truyền hình cho người ta coi, là tất cả đều phải kiểm duyệt hết. Và khi mà kiểm duyệt vậy thì cái nền kinh tế Việt Nam không phát triển được. Ngày hôm nay không có chiến tranh, không có một cái đảng phái đối lập nào cả, không ai tranh giành cả mà Việt Nam không đi lên. Đó là cái tài giỏi của Việt Cộng mà nằm trong dấu ngoặc kép đó quý vị. Rồi, thì Thùy Dương chia sẻ như vậy để quý vị thấy rằng là những cái chuyện Việt Cộng làm á, nó không có tài ba cái gì, nó chỉ ở chỗ cái lòng nó quỷ quyệt trong vấn đề nó che đậy. Và cái câu chuyện mà tướng Nguyễn Ngọc Loan cùng với cái tên Nguyễn Văn Lớp anh chị là một cái câu chuyện chấn động trên thế giới. Nhiều người người ta đã hiểu không có đúng. Và những người tụi dư luận viên Việt Cộng nó cũng hay lấy những cái tấm hình này nè, nó lên nó bình luận, nó đi vòng vòng. Mà lúc đó là chưa, thì Dương thấy lúc đó chưa có ai nói về cái sự thật này hết. Cho nên tụi nó còn đi vòng vòng để nó đưa tấm hình này lên để cho người ta thấy rằng là tướng Nguyễn Ngọc Loan ác lắm. Nhưng mà sau này khi mà có nhiều người nói về cái sự thật đằng sau cái tấm hình đó là gần như tụi Việt Cộng nó không dám lấy tấm hình nó ra nữa. Tại vì khi lấy ra, nó đưa lên như vậy, người ta sẽ dạch mặt cái bản chất, cái tội ác của Việt Cộng lộ ra hết. Cho nên tụi nó dùng cái cách khác, cái kiểu khác để mà nó tuyên truyền. Rồi, Thùy Dương cảm ơn quý vị. Nhấn dùm cho Thùy Dương một cái like nha quý vị, để giúp YouTube nó đề xuất video đến nhiều người xem hơn. Rồi, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.